Thưa quý vị, và tiếp tục những câu chuyện về giao thông đáng chú ý. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5, thì cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ được dừng xe, thực hiện tổng kiểm soát tất cả các loại giấy tờ theo quy định như là giấy đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe, đồng thời sẽ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, được bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 6, 2020. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 5 cho đến hết ngày 14 tháng 6, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, container, ô tô con và mô tô, xe máy. Trong thời gian ra quân, thì Cảnh sát Giao thông được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, đặc biệt chú ý những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng. Việc dừng tất cả các xe được căn cứ vào thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông. Theo đó, thì Cảnh sát Giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được dừng xe để kiểm soát trong 5 trường hợp, trong đó có thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông hoặc là Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên. Như vậy thì lực lượng Cảnh sát Giao thông khi thực hiện lệnh tổng kiểm soát được dừng tất cả các phương tiện giao thông.